dài. Rồi ta mày ra phết luộc đi ạ. À? À, chết cái đi. Tôi ra lan luôn kìa, ra đè giết nữa kìa. Tao mày ra mỗi thằng đánh nhau một cái cho chết đi đã, mày mua đồ tiếp, mua thêm cái kiếm dài. Giết nè. Rồi đi. Vô trụ đi. Rồi nhanh. Mấy mấy này nó kinh đủ. Mua đồ dài vô á, mua đồ dài vô mới giết tụi nó được. Ờ mày có 300 mà phải không? Ờ tiếp phé nữa đi, tiếp phé nữa đi. Phé nữa kịp mà, rồi tele ra. Tiếp phé nữa, tele ra mua đồ dài luôn. Thằng hai kiếm dài cái đồ dài ra giết bọn nó cho dễ. Tấn sớm lên rồi, dậy lên nương đã xa rồi ai. You have been slain. Nhiệm vụ chọn đường bạn muốn. Rồi, ta le ra để được. Rồi, tao mày cứ giết nhau hay hơn. Lão mày thì giết bên kia. Mày thì giết bên kia mới có sách đao thấy nhẹ nhàng chứ. Rồi. Rồi, đi giết bên kia đi. Em mày xuống boss kìa, tao lên top. Rồi bao tiền ba cái trụ rồi mà một đống tiền nữa mà. Đầu bao tiền lòng cái lòng. Tao mua quần áo gì nhỉ? Bao tiền ba cái trụ nhanh lắm. Ôi tim mày giết tim tao rồi, tim tao ngu quá lòng. Morgana. Đó, thì mày giết tin tao kìa. Đó, ok, quầy, hát riêu tao đây. Ôi đủ mát lòng ca hết, phải lòng. Lồn đi chạy lên nè. Má, má đi chạy. Cái này là chơi test thử xem Dagarem với Darius con nào solo với nhau ngon hơn. Đi đường thì chắc anh là Garen đã thăm lại rồi. Nó chỉ ôm, nó ôm tàu thôi rồi. Lao vô thì đánh nó thiếu một tí đam thôi, nếu mà có single mà nó gây áp lực xíu là đai rút cũng mệt đó chứ. Áp lực con rừng nó phải mặn mặn vào chứ. Rừng mà nho 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 mà không lên sớm mà để Garen Darius ăn một mạng coi chừng, tí level 6 kinh 2 á. Garen bây giờ yếu lắm, có gì đâu. Đúng rồi, đâu có đi. Mình bờ lô quá. Con lồn. Cút. Mẹ thấy bạn hai đó. Rồi mà đi giết tao luôn nè. Mày yếu quá. Về mua đồ á. Vậy đi cho để tao giết luôn. Thôi để tao leo bị lính này đã. Kéo mấy thằng này giết được nè. À, giết được con CV này. Đó, chói rồi kìa. Thôi, từ từ, tao giết con này đã. Tao giết hai kia đã. Rồi, dưới đây tao lính hết đã. Rồi. Bảy xây. Rồi điều đen rồi, điều đen rồi. Tao yếu, mày đi giết người dễ hơn. Tao đang xanh hơn mày.
Đấy, có liều đen này. Úp cái nhà ninja là chạy cho nó lẹ mới được. Ông má, bốn boss bên mày cầm thiêu đốt kỳ sức hết kìa. Nhìn hãm vãi. Mày vậy à, có lát là lấy heo thôi. Hãy bỏ tiền trụ đi mày. Bỏ hết tiền trụ ba lan đi. Trụ tiền không luôn á. Đi cùng lan nha bạn. Đi lan khác đi. Đâu mà rip đang đông. Sao? Để tao phá chỗ mày trước cho mày đi giết đi. Mày đi giết đi hồi rồi tao đi tới tao đi giết mày ra phá trụ. Lấy không? Lấy không? Má giết hai con chó đó sao giết đây. Hai đi chó, thằng chó thằng gì? Thằng chó thằng phi à. Ồ má chói kìa. Khúc nạt. Khúc cái mụn đội mày. À để phá trụ boss trước đi. Để phá trụ boss có mấy thằng tự động đến gần rồi nó hồ hưởng. Chưa ha đó. Chưa đó con. Vì ba tí có mấy tự động nó sẽ lên tiền mà pha cho nhanh hiểu không? Nó kiếm được nhiều tiền thế, đủ mấy mà phá đại đi, nhiều được. Nó quýnh tao kìa trời. Khúc nè. Tao lên 6 rưỡi rồi, tao đứng ra tao nghèo hơn mày nữa. Tao nghèo không mày nó mày ăn được tao 7 xỉ. Tao 8 mày 83. Bây giờ tao là 6 rưỡi mày có 500 mà nãy mày mới ăn tao mày 700 rồi. Bằng nãy mà tao nghèo mày luôn. Chút mẹ nữa tao đang nghèo mày chứ khách nữa. Mày muốn biết rồi. Tao về tao mua đồ rồi. Kiểu gì luôn. Chơi này chắc chơi chừng mẹ 20 phút là xong. Thôi chia đôi đi. Đang chia đôi lần tranh thủ chia đôi nó có chút tí chia ba đó. Má thằng chói thằng phi. Cụ với mày. Cũng nhạy quá à, vừa thấy cái chói quá khúc nạt. Làm biết là ăn được hết tiền chủ á. Yeah, mua cái vũ điệu tử thần á. Có một cái nào là cút đi mày ổ mà tính là tiền trụ của tao hả? Ổ mắt đi chó. Chia tiền. Khốn nạn. Ý, chết liền. Trời ngu thế. Ê tao mày chém nhau hết đi. Ừ.
BK, 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 ulti, BK, BK. Rồi, mày còn cái độc mà từ từ, ăn hết mấy con lính nữa. Ôi, chưa chết nữa. Mày còn độc mà. Đó, mày tao ngàn vàng. Sáng sớm lên rồi, dậy lên đường đã xa rồi ai. Tính ra chết kiểu này nhiều khi lỗ á mày ơi. Thôi đừng có chết nữa, mất thời gian lắm. Ồ, thời gian lên farm level ngon hơn đấy. Farm level đi giết bọn nó lấy level ngon hơn đấy. Bắn lăng thang cô đơn. An ally has been slain. Mấy lăng thang mới vâng trên trời. Chưa có lì nữa. Chưa có lì nữa. Nó có cái nội tại của mình đâu. Có nội tại bằng giải đâu. Tại thấy mình chịu gì nói. Nội tại tru đam của nó. Thấy mình nó đang đi đó là không động. Ủa mày nó giết luôn kìa. Mày có like không? Mày chịu không? Hay là lưu liếp rồi. Ờ, nó phá chủ hai luôn kìa. Chó cách lin. Ô, mà cách lin 3. Ô, mà cách... Con cách lin mấy 450 kìa mày. Đã giết nó. Nó giàu hơn mấy kia, tại... Nếu mà nó giàu hơn cái thằng đi lan cùng nó. Killing spree. Ha, muốn chiếc máy tự tin khoe cá tính thiệt chứ. Sao ông châu ham ghê. Né liền, trời ơi, nụt cất, nụt cất, nụt cất. Đi về liền mày, đi về liền mày, đi về liền mày. Tao có e cái là hết lính thì dễ mà. Đúng rồi, máy thí về nhà nó về ép vô để tao ăn tiền mình cho cút đi. Ờ, quên đi ăn tiền chủ nữa nè. Còn cút kìa. Mình người lấy kia. Lên cái gì cũng thua thôi. Ủa cái này là tắt nha mà phải không? Móng vuốt với cái màu bộ không tắt đâu. Ờ, nó ghi khác nhưng mà nó tắt. Khốn nạn vậy. Tao tin tí mày lên thử, tao đánh thử cho mày, biết. Hai cái cùng nổ một lúc. Mày lên mà, mày không? Mày lên mà đến lúc mà nổ là hai cái hồi chiêu cùng lúc. Là mày biết không tắt rồi đúng không? Lúc nó nổ cái đấy á, là cái ma vũ với cái chì gai hoặc là cái ma vũ móng vuốt là nó hiện cùng nhau luôn. Bởi vì giờ Yasuo tao giao điện là vậy đấy. Nhanh mà mấy con boss level cao thì mày level cao theo thôi. Ê, yeah, mình đi tới rồi. Được
has been slain. Làm quá vô cực. Giờ mới có 2k5 máu, 2k6 máu trời. À, mấy Garen không cần lên cái gì hết, giáp cho 44. Triple kill. Sao level mày thấp thế? Mày lê lính lẹ anh tao. Mày lên rìu tia mát đi, mày cầm cái rìu tia mát vô. Tí bán lỗ bao nhiêu rồi thằng ngu. Giờ hồi nãy lúc đầu thôi, giờ đỡ rồi, bán gì nữa. Giờ này giờ quy cái chết tiếp rồi. Giật mát đồ này, còn có món nữa, mát mẻ rồi. Đó, bao nó xoay cái E thông tin nhiều khi là chết luôn rồi đó. Giết hàng đấy đi hả? Giết hàng đấy đi. Để tao giết mày sau. Má 40 giây đi giết được 3 thằng là lên ngàn vàng mẹ rồi. Ba thằng đó có trăm mấy ông nội. Ba thằng nhưng mà mày giết nó mà được level. Ừ giờ full tiền đúng không? Ừ tiền đâu cần, nó cần level thôi. Chiều mình cầm dao lam, cầu hắn trong tay lông chân người yêu. Khi em đi Nova còn nghe tiếng em chửi mắng lồn. Em ơi em như con thuyền kia mai lần. An ally has been slain. Hồi giấc lửa giờ máu gì thế nào. Đi farm lấy level thôi, tiền đủ rồi. Mà ăn rừng lên level lẹ. Đúng rồi. Giờ mày cứ đi ăn lính với ăn ấy đi. Trời ơi, hai thằng sợ thằng luôn kìa. An ally has been slain. Rừng tan hết rồi. À nó chưa rừng nha, tí nữa. Ta lên xong rồi ta đi chết cho mày. Rồi ta lên level 18 ta đi fit cho mày. Ta đi fit cho mày rồi mày ăn tao lên level lẹ lắm. Ta mát đồ mẹ rồi. Ah,
bây giờ em giết cái lính ra đây. Năm chấm đam. Toàn đam không. Không lên gì cũng được 150 giáp. Má nó xúc giật nó phia phia. Thiên không kẹt, đứng lại. Khổ mà đồng hồ cát đó chứ. Ê, giết ta đi nè, giết ta lên level cho lẹ nè. À, thử xoáy cái coi, mày như nào. Ở đụng má chết luôn á. Thôi quá lâu. Đấy, đừng chết. Chết làm gì, tao đủ rồi. Mày thiếu rồi. Ê, mày giết con lát được nhiều tiền lắm á. Đừng có đùa với lát của anh, kinh lắm đấy. Gần lên rừng các kiểu, lên level 18 này đi, tao còn một level nữa thôi. Còn có bởi nhà lính Vega bây giờ. Triple kill. Aced. Ừ, ra đây nó hơn nhiều cái nội tại nó quá trời luôn, cái nội tại tiêu nữa. Nội tại giờ mày nội tại thường nội tại của cái mẹ cái hồi máu là đéo được xài rồi, giờ nội tại của cái ulti đéo được xài rồi, muốn nội tại hơn nội tại gì nữa mày? Mày được nội tại của mày là ngon nhất, mày được xài. Nội tại tăng đam. Mày nói mày ha. Tao nội tại tăng giáp nhưng mày tăng đam coi như là huế. Tao tăng được có 40 giáp chứ nhiêu, trong khi mày tăng được trăm mấy chục đam. Này cái này nhiêu đam tao? Đâu không còn được chạy máu nữa chứ. Mày tính đi. Cái này nhiêu tao? Giờ mày xem có bao nhiêu rồi? 180 mươi sức mạnh kích mãi lồn. Đấy, mới level 16 rồi. Tao có sát thương chuẩn đéo đâu, sát thương chuẩn không được xài rồi. Rồi, tao 18 rồi. Má, lồng. Killing spree. Tao 18 rồi này. Đám 18 đi. Đập nhau phát. Shut down. Giết bàn đây chắc cũng muốn 18 rồi đó. Sắp 18 chưa? Mày tao qua, mày qua tao, mày qua giết nhau phát nè. Cho mày mất cái nội tại đi, để tao mới đánh nhau. Dạ. Yeah. Bên ta. Còn mẹ. Còn mà rồi mày không để tao giết mày làm sao mà mất cái kia thằng ngu bữa tao chí à, mà tao cũng thiếu tao mà lên được có miếng kinh nghiệm hả. Ừ, lên vào đi lấy nè. Có để một cái e thôi tao rờ là chết mẹ rồi. Ê mày cho thằng nào giết đi, mày cho thằng nào giết, cho thằng lắc đánh miếng đi. Để cho cái cây nó mất đi, mày chết là mất đâu. Chết là mất rồi à? Ờ,
Mời giết đó. Rồi đi BK nè. Vẫn còn kìa, ngu. Ừ, tao giết mày được. Má lòng, má lòng. Mất. Ủa, bình thường là chết là mất mà. Tại... chết đâu. Mày giết nữa là vẫn còn á, tại vì tiền tao quá nhiều. Không lẽ giờ nó tắt cho mấy kia mấy người đâu mà nó nhảy qua hơn. Mất sao. Thử đi, thử ra tao giết cái con. Mày đừng có giết người đó, để cho mấy kia nó giết đi. Để cho mấy kia giết, mày đánh gần chết thôi. Mày đánh gần chết thôi, để cho mấy kia nó giết. Đó rồi, đẩy qua cách liên rồi thấy không? Đẩy qua cách liên rồi. Đẩy qua cách liên rồi. Rồi, tim mình dọn tim tao rồi kìa. Dọn gì, làm gì đó. Ừ, thôi nó về. Rồi, ra Baron đi, ta le ra. Mất ta le chưa? Có rồi. Đam đang trên, đang trên đầu cái ly rồi. Ê, tao còn cái red nữa nè. Mày chạy ra đây là hết rồi đó, chạy ra tới đây là hết rồi. Đứng đến nhau xong nè. Tập hợp thì ngon hơn. Đen lắm lòng. Có mày lên từ đen thấy tao lên từ đen lắm đi. Nào cũng được, tùy máy. Thử đi. Thử xem nó như nào. Tập hợp rồi, nó chết rồi bán nó lấy từ đen nó có khả thi hơn không? Tại vì mình cần cái ngọc chinh phục rồi nó nói nhiều mà. Được chưa? Từ từ hết đấy đã, sắp hết rồi. 3, 20 giây, 30 giây gì. There is. Eat your heart. Sao hết rồi? Từ từ, rồi hết, vô. Killing spree. Ấy dù mà nãy giờ tao đéo xoáy. Nãy giờ tao đéo xoáy mẹ. Ê phải lên giáp mẹ ơi. Không lên giáp không được, để tao về lên giáp đây. Không lên giáp không được. Đánh mấy cái là chết à. Tao không lên giáp không được. Mày đánh mấy cái là đi à. Rồi mày lên cái giáp gai. Không lên giáp ga mày hồi máu ghê á. Má đam kìa, đam kìa. Đó thì đấy, đam lên ghê á. Rồi mày lại có cái kiếm trên đầu rồi đó. Có kiếm đầu thì bắn đéo lại. Để đi từ giờ ẩn đồ má nó mệt rồi chứ. Cái kiếm trên đầu là 1 e là nằm. Ủa cái máu hồi máu này, hồi máu cộng thêm 1313 chắc cộng thêm thấy hồi đây tim tao nó bút người ra hồi tim tao nó giết người luôn kìa. Cái con này đâu mà bỏ món này thì level cực làm cái đéo gì trời. Level cực cũng như không vậy. Đây rồi. Đây. Đang suy nghĩ á mà. Ông má một cái e kìa. Hồi này ông thì làm muốn nằm. Đúng rồi cô ơi, kiếm đánh chết thế nào lại rồi.
Ôi chết mẹ rồi. Giờ đá kiếm con đứa nào đây? Tao lỡ giết cái con có kiếm trên đầu rồi. Nó hoài đứa nữa. Nó hoài hết. Đó rồi. Phải có giết người như giết người tiếp theo nó mới qua. Nhưng mà không có kiếm trên đầu tao là được rồi. Dạ, ra. Ủa quá, ví dụ bên nào nội tại mệt quá, tụi này đổ mà xong tim mày thắng, tao phải ra giết tụi nó thôi, kêu tranh thủ quýnh lẹ nè, tranh thủ quýnh lẹ nè. Ơi ơi. Nè, phát cuối nè. Phát này là biết thắng thua quá vậy. Đây mà rồi. Cầm mắt đi. Hồi nãy tao quên tao không xoáy luôn, để bay vô là phải xoáy luôn. Thấy luôn mới thích được nội tại, thích chiều giá. Rồi, cảm ơn đi. Dạ. 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 Má nó hút máu kìa. Hút máu phải cái kích ra. Đó, tính ra tâm hợp mạnh hơn nhiều. Nếu mày thôi, có học chinh phục thì tâm hợp. Ờ, mày lên cái tốc đánh mày mạnh quá. Lên cái tốc đánh mày mạnh thiệt. Ờ, lên đều đen mới yếu đi á. Tại vì cái học chinh phục quá mạnh luôn. Tại tao chỉ được cái xoáy mà thôi, tao xoáy mày cái là mày hiểu rồi. Xoáy cái là nổ mày ăn bút rồi. Tao thử tao có nội tại coi, thử có nội tại coi quýnh lại không. Có nội tại quýnh không lại đâu. Thì thử. Tao thử sao lại. Chưa đây là tao đánh thành trăm máu rồi, tao nửa máu tao tiên là chết rồi. Cái gì tao đánh. Mày chết luôn rồi hả? Nó chết tao luôn kìa, nó không chết, nó chết luôn. Nó không chết, tao còn có quyến má, nó quýnh tao kính vào lớp trưởng thôi. Nó không khéo léo đâu. Lò mò chói kìa, xong ACT. Mày chỉ cần lên tốc đánh thôi mà cũng thắng nữa, thiệt. Ủa mấy cái nội tại là đam rồi. Nội tại quá nhiều đam. Là có giáp làm gì ổn. Gai vẫn ngon hơn chứ. Không. Gai ngon gì, cái này giảm chí mạng. Cái này giảm, mày lên chí mạng mà. Tao mày lên giảm chí mạng chứ. Mày lấy cái này cho mày hút máu, mày hút kinh quá. Để mày hút kiếm trên đầu là mày thua, nó không lại đâu. Đó, ra giết cái lũ này đi. Đừng để nó giết nữa nha. À, tao giết là kẻ thù ác này đó. Rồi đó, rồi mày rồi đó. Rồi, chuẩn bị vô, vô nè, vô mày ca nè. Vô mày ca, vô mày ca. Có cái này mày đánh không lại đâu. Hết chưa? Dạ chưa? Dạ. Ui, kéo. Ô, má chấp luôn kìa. Chết. Ôi, nổ má. Thằng đai rút mà, cái ngọc này nó giúp đai rút quá mà. Nó mạnh quá, nó hút máu nhiều quá. Đó, không có ngọc này. Đâu, má mày hút, mày hút cái đéo, mày hút ổ má 5k7 máu, ai chơi. Mày hút cái gì 5k7 nữa. Không phải 5k7 không, thì thêm cái này nè, cái tiếp sức nữa nè. Ừ, tiếp sức được bao nhiêu rồi? Tiếp sức 1k8 rồi. Có cái đĩa chó nó mạnh quá chứ. Đấy, có cái ngọc chinh phục rồi chứ, hồi xưa là mình công nhận làm không phải, đó. Với lại lúc đầu đi LAN thì thường thường Garen nó cầm là nó cầm quyền năng. Rồi sau máu nó nhiều nó mới chịu nổi mày. Nên là mới chăm máu nữa. Mày cũng chưa lấy được chinh phục nữa. Cái gì? Thì đấy mày... Tao đâu có tắt chinh phục kịp, mày kéo mà. An enemy has been slain. Thôi, vậy là cái cục... Thử xài bell coi. Thử xài bell coi, thử xài bell coi. Thử xài bell tao lát vô tao không cho mày kéo coi. Ok.
Rồi. Mày. Sau khi kết thúc clip có nghĩa là BK thì cũng kết được thì là cái cuối cùng thì nó quá mạnh. Nó mạnh phải cứt. Là hai mình test xong, hai mình test xong. Chứ hồi trước mà hai thằng mà cầm cứ. Nhưng hồi trước là con Garen lay mạnh hơn đó. Trước mình chứ Châu cũng test một lần rồi. Chứ Garen mạnh hơn nhiều. Chứ Darius nó sao lại. Giờ nó bơm mới búp cái nội tại của Darius lên nữa chứ. Ờ cái nội tại giờ nụ. Cái bút dạy của nó là nụ cộng 230 đam. Cộng quá nhiều. Rồi chưa. Rồi vô. Vô. Thôi mày tao chết luôn rồi mày đâu. Không kịp. Đánh. Đánh không lại được. Cái này là đánh đéo xuống máu ra đứa luôn đấy. Đánh quá mạnh nó hút lên nhiều rồi. Ông mới 6k8 mà đổ mới 5 trong một phê BK mới lên được 1.000 máu. Nó hút được 1.000 máu cái chinh phục. Chưa tính cái chưa tính cái vũ điệu nữa. Chưa tính cái vũ điệu nữa đó. Cái vũ điệu với lại mấy cái dược phẩm phẫn nộ nó làm sao mà xuống máu được nó chạy. Ờ rồi thêm cái này hút máu nữa nè. Ông cái đéo nào có hút máu đánh sao lại. Tức là vô combat mình sẽ có 5k máu. Ừ. Tay le đây làm qua cái cú nữa kìa. Giờ làm gì đánh đéo lại. Nói mình bờ quá. À, tôi thử lên mát đam coi như thế nào trời. Mày thử lên tan coi. Tan rồi đó, tan chịu không nổi đó. Cái điều đen mày lên tan coi, mày đừng lên cái vũ điệu như kia coi. Tao nhớ là độ mới đây đây rút đuối lắm rồi ta. Rồi đó lên tan gì lay tao rút đuối lắm mà. Tao lên mát đam. Vô thì ơi, thử sáng cái xem mất nhiều máu. Được chưa? Được chưa, tao đang có 3 điểm chinh phục. Dạ. Trời quá chị mạng đó cái nhờ cái chỗ. Đồ má lên chí mạng ngon hơn nhiều. Rồi thì giờ thử không cần tắt luôn coi. Rồi giờ thử không cần tắt. Lại đâu ta chưa đau chiêu. Cái này chưa tính chưa đau kia mà cái này là 1.300 rồi. Mà em mình cũng chưa kịp. Cái của tao hút tao mang chinh phục đéo được. Hút không được nhiều. Là một phần mình theo nữa. Mình phải hồi nãy là mình ao lấy trước, mình đánh trước là mình được. Tao thử bán giày coi. Không xài giày coi. Thế như nào. Giày xài khác. À, không xài giày đúng không? Ừ. Thử bán giày coi. Giờ chỉ có lên mày lên đam vậy tao cũng chỉ có nước lên đam luôn thôi thì nó mới lại. Chứ mà lên tăng là càng ngày là nó không lại đánh nước xuống máu mày đâu. Ừ. Hai thằng đam hết. Tại giết cửa này kìa. Ok. Đổ quá. Mày. Đó mày đang không có kẻ thù ác á, vô thử thử coi. Có thật cảm giác nhiều khi mấy boss nó còn chơi bên tao đó. Ờ mày có kẻ thù ác sao đánh lại tao. Dạ. Dạ. Ôi má ơi nó mạnh. Trời ơi. Mày lên thêm một cái mày lên món giáp. Mày lên món giáp thì đánh không lại. Ờ giảm chí mạng thì đánh không lại. Má nó là bốn cái dầu cần nó chiến mạng ghê quá, mình phải lên. Trời má, nãy sáng cái chiếc cực ulti gần chết mẹ rồi. Rồi, vậy không kia là mình bắn lại đâu. Rồi, không có kia là mình bắn lại đâu, không có cái... Không có khiên băng mà chỉ cầm giày là nó lại, nó mà cầm giày thôi coi. Giờ chỉ cầm giày thôi. Rồi, làm con nữa. Đó, không có cái nội tại nha, cầm giày thôi. Không nội tại, cầm giày thôi. Không có nội tại thì tao phải tự giận nó lâu không phải lâu. Chứ đánh này chắc không lại đâu. Có nội tại đánh không lại đâu. Mày ra mày giết hết rồi giết hết tao.
Ultra kill. Bé tá kìa. Tao trước mặt em. Đứng lại, xúc giật. Xúc giật đứng lại. Giờ nó dài 388, mày 385. Ôi đồ nó dài 2 mày. Ủa tao cũng dài 2 mà, nhưng mà nó có đồ chạy nhanh. Ôi kệ bà ấy. Bán ra dài dài đúng không? Ừ, lên đôi dài lại coi. Tính ra nếu mà ngọc chinh phục bạn cầm cái đai rút cầm liều đen cũng xìu tập hợp hơn. Nếu mà bạn lấy ngọc chinh phục. Tại vì cái eo nó xin giáp rồi. Lấy cái điều nữa xin đâu lên. Cái eo nó đã xin 35% rồi. Xin không được nhiều hơn. Khi mà xin 35% nó tắt chứ. Cái liều đen ở chỗ là bạn lấy giáp nó hơn 25% là nó sẽ xin cái giáp còn lại chứ không phải là nó sẽ cộng dồn. Có nghĩa là nó sẽ không dồn 35 cộng 25 là thành 60 mà là nó chỉ 35 của cái giáp còn lại mà khi điều đang đã giảm rồi. Điên này. Điên nhìn múa gì ạ? Mày múa gì ạ? Mày múa gì ạ? Rồi ra. Ok, vô. Đây. Mày đừng có giết người nữa nha. Giết người, đá qua nữa đấy. Đá vào đâu đi. Mày lên tan thì tao lên tan, mày lên đa thì tao lên đa thì mày đa kèo nó mới ngang được. Đâu, ba đâu này. Rồi, tao nè. Đâu? Dạ. Má công nhận là nó không. W cái chết luôn đéo. Đéo là luôn. Đéo là luôn, không có nội tại quá. Mạnh lắm. Đây đứa lên đa mạnh quá. Đa nó quá mạnh luôn á. Tại vì cái chinh phục tao không có tích được. Mày là người tích được, nó chinh phục tao cầm phế. Nãy giờ chinh phục toàn là đánh mẹ, đánh mấy thằng cầm boss nó mới chết được. Rồi, nó kết lại hơn cái chinh phục mạnh quá. À, cầm chinh phục thì là hơn, còn nếu có nội tại thì do hên xui với ca nữa. Chứ còn ngày xưa không có cầm chinh phục thì mình bảo đảm với các bạn là ra ngay chơi luôn. Là mình với Châu đã test một lần rồi. Không, chinh phục mà trước nữa thì mày thua liền. Chinh phục mà 20% là mày thua. Cái chinh phục đấy là hai thằng đều tắt được, hai thằng như nhau. Cùng nhau là cùng hai thằng như nhau cả. Thằng cùng gây sát thương rồi 4 giây sau nó mới bắt đầu tắt, còn cái này là cái này là các bạn phải gây sát thương càng nhanh thì nó tức càng lẹ. Nó đánh nhanh đánh mấy cái. Nó như những cái chiến đấu cũ vậy đó. Quyền cái đánh thường. Rồi ok. Lên nhanh quá. Nếu các bạn thích cái video này thì nhớ like và subscribe cho bọn mình nha. Hồi trước là đánh đéo lại. Ủa mà trong cái clip là nó ấy.